Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục RTK Radio, lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần trên kênh RTK Media. Ở chương 2, chúng ta đã quay lại mốc thời gian trước khi Shinji bị Ultra hạ sát, dưới góc nhìn của Yui, khám phá những bí ẩn về thân phận của cô cũng như mục đích của Rider War thông qua các alternative. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những diễn biến mới trong chương 3 của Kamen Rider Ryuki War of If nhé. Kamen Rider Ryuki, War of If, biến thân 3, Ultra Survive, người dịch Kami. Trong chuyện này hắn phải có một trò lừa hoặc một cái bẫy gì đó để dụ hắn ra ngoài cho cảnh sát tóm cổ. Và nếu Kitaoka chơi kiểu đó thì Asakura đảm bảo trò chơi này sẽ rất vui đây. Xung quanh nhà Kitaoka không có cảnh sát, đúng như hắn mong đợi. Ngay cả tên quản gia cũng không thấy làm vả xung quanh. Có lẽ mọi người đang ở bên trong, sẵn sàng phục kích hắn ta. Vậy cũng tốt với hắn thôi. Hắn sẽ có thể giết hết tất cả cùng một lúc. Thậm chí, hắn chẳng cần để tâm đến việc lén lút làm gì cả. Hắn đá cửa để xông vào trong tâm trạng hài lòng khi nghe tiếng gỗ vỡ vụn. Tên luật sư thì không thấy đâu, chỉ có tên quản gia đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Này, ông chủ của mày đâu rồi? Asakura cười nhếch mép. Ông ấy... Bộ đồ gặp ngừng nhìn xa xăm. Trả lời sai rồi. Asakura tiến đến gần hơn. Bên trong ngôi nhà giờ đây trống rỗng và hoang tàn. Nhưng hắn vẫn không tin đó là sự thật. Hắn nhìn xung quanh rồi hét lớn. Kitaoka! Mày trốn đâu rồi? Ra đây đi! Ông ấy chết rồi. Goro cắt lời hắn ta. Chuyện đó vừa xảy ra vào sáng nay. Sensei đã mắc bệnh từ lâu và... Asakura bóp cổ anh ta để anh ta ngậm miệng lại. Nhưng Goro đang cầm vật gì đó trên tay. Là Zoda Deck. Không, Zoda là Kitaoka. Và chỉ mình Kitaoka mà thôi. Không đời nào Asakura để cho một tên quản gia thay thế vị trí đó được. Trong tức giận, hắn chộp lấy một bức tượng gần đó rồi đánh vào đầu Goro. Anh ta ngã xuống bất tỉnh sau bàn làm việc. Mày đừng có chết thanh thản vậy chứ. Asakura gầm gừ, ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống căn nhà. Tao phải là người giết mày mới phải. Hắn phá tan nát căn nhà, lật hết tất cả đồ đạc, phá hủy hết các tác phẩm nghệ thuật, sách vở, đập vỡ những tấm gương. Với sự tàn phá đó mà không một ai đến gần hắn, không có cảnh sát, cũng không có tên luật sư. Có vẻ như mọi thứ mà tên quản gia đó nói là sự thật. Hắn đập vỡ ô cửa kính trong phòng ngủ của Kitaoka. Sự tò mò của hắn dấy lên khi có một tiếng chuông điện thoại kêu vang. Có một kẻ khác đang ở đây. Hắn tiến đến kẻ đột nhập rồi vung bức tượng. Chiếc mũ bảo hiểm đã chặn được đòn đánh đó và cả hai nhìn thấy mặt nhau. Đó là tên Rider ngốc nghếch, lạc quan, Shinji. Người đang nhìn hắn ta với cơn sốc rồi hỏi. Asakura? Asakura lại vung bức tượng nhỏ một lần nữa. Nhưng lần này là đánh vào tay của Shinji và đẩy anh vào khung cửa sổ. Một lần nữa, Shinji đưa mũ bảo hiểm lên để đỡ lấy bất kỳ đòn tấn công nào đang đến. Nhưng Asakura không ngừng chút cơn thịnh nộ của mình. Hắn lên gối Shinji, buộc anh phải cúi người, một tay ôm bụng, còn tay kia đưa mũ bảo hiểm lên chống đỡ. Với việc Shinji đang cầm mũ bảo hiểm, hắn ta có thể thấy anh vẫn còn cầm điện thoại trong tay. Nếu có ai đó thả báo cảnh sát còn hơn phải chiến đấu với hắn đến chết, thì chỉ có tên Rider này. Hắn buông vũ khí rồi trốn thoát khỏi căn nhà. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Shinji có thể đuổi kịp hắn bằng chiếc xe của mình. Và Asakura dừng lại khi nhìn thấy anh ta. Nếu không có chuyện gì khác xảy ra nữa thì hắn ít nhất sẽ có một trận đấu mà hắn muốn. Lấy mạng ai đó có thể làm cho ngày hôm nay của hắn đỡ chán hơn một chút. Hắn đưa đách ra trước cửa của chiếc ô tô gần đó để triệu hồi V-Buckle của mình. Henshin! Hắn không hề bận tâm gì trước khi bước vào Mirror World. Dù có phải là tên ngốc hay không thì Shinji biết rằng thà chiến đấu còn hơn để hắn chạy thoát. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện giống như những gì đã được kể trong tập 1. Khi giữa trận chiến của Ryuki và Ultra, Knight lao tới đỡ đòn cho Shinji trước cú đâm chí mạng. Ultra cảm thấy thỏa mãn khi nhìn vào gương mặt mang nỗi kinh hoàng của Ren, cũng như khi anh bắt đầu ngã xuống đất, để lại một vết máu dài trên kiếm của hắn. Anh ta chết dễ dàng hơn hắn tưởng, nhưng cũng đủ để làm dịu cơn thèm khát giết người của hắn. Hắn giơ kiếm lên để ra đòn kết liễu. Tuy nhiên trước khi đòn đánh giáng xuống thì một quả cầu lửa đã bắn trúng, đẩy hắn phải lùi lại. Ryuki đã chạy đến cứu bạn của mình, giúp anh ta trốn thoát trong khi Drag Rider tạo ra một bức tường lửa chắn ngang. Hắn định hét to trong cơn thịnh nộ khi cả ba đã biến mất vào thế giới thực. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy một lá bài bị bỏ lại trên mặt đất. Hắn cảm thấy có một luồng gió thổi qua khi nhặt nó lên. Lá bài mang hình dạng đôi cánh và dòng chữ Survive. Hắn không làm gì khác ngoài việc cười.
Tên ngốc đó đã đánh rơi lá bài này khi bị hắn tấn công. Có vẻ như tao đã thắng rồi. Asakura Takeshi! Một giọng nói vang lên. Oja nhận ra giọng nói đó. Hắn quay người lại và đúng vậy, Tiger đang tiến đến. Lại là mày. Lá survive đó có thể cho người sức mạnh để trở thành người hùng, nhưng người chỉ muốn dùng nó để khiến kẻ khác đổ máu, Tiger nhấn mạnh. Vậy mày quan tâm làm gì chứ? Oja lên giọng thách thức. Giáo sư nói bọn ta không nên hy sinh quá nhiều người, và ngươi sẽ là kẻ phải hy sinh, Tiger đáp lại. Ta nghĩ ta sẽ dùng nó thay ngươi vậy. Oja đánh Tiger một cách tàn bạo bằng thanh kiếm của mình. Cứ thử xem. Tiger vung Visor hình dạng chiếc rìu của mình vào Oja, nhưng hắn đã chặn được bằng thanh kiếm, rồi đá vào bụng để Tiger lùi lại. Hắn đuổi theo rồi giáng một đòn vào vai của Tiger, buộc cậu ta phải dùng đến là Strike Pen để triệu hồi bộ móng vuốt. Tiger chặn được đòn tấn công tiếp theo, rồi cố chém vào Oja, nhưng Oja đã tránh được và tấn công mạnh hơn nữa. Chẳng mấy chốc, Tiger chỉ còn biết giơ bộ móng vuốt lên, làm khiên chắn trước những đòn tấn công của Oja. Ngay lúc đó, một Rider nữa sẽ phải chết và Oja vẫn chưa dùng đến lá bài tốt nhất của mình. Bỗng dưng có ai đó chộp lấy eo rồi đẩy hắn ra. Nhìn xuống thì đó là Ryuki đang hét lớn với Tiger. Chạy nhanh đi, mau lên! Oja đánh vào lưng của Ryuki bằng chuôi kiếm của hắn, buộc anh phải buông tay ra. Hắn nhanh chóng quay sát người sút ngay dưới cằm Ryuki, nhưng anh đã kịp lăn một vòng để tránh những đòn đánh tiếp theo. Như những tình tiết diễn ra trong tập 2, Oja sử dụng lá bài Survive lấy được từ Ren, tiến hóa lên hình dạng Oja Survive và lấy mạng Ryuki. Shinji bị tấn công bởi Final Vent của Oja. Bộ giáp của anh bị nọc độc ăn mòn. Hiện anh đang trong cơn hấp hối và chỉ còn biết chờ vào sự nhân từ của thế giới gương. Oja bỏ đi, sẵn sàng săn con mồi tiếp theo. Trong khi đó, thân thể của Shinji đang dần tan biến. Thất vọng làm sao? Giờ đây khi đã có được sức mạnh này, Oja vẫn không thể thỏa mãn trong cuộc chiến nữa, vì sẽ chẳng còn gì tồn tại đủ lâu để mang đến niềm vui cho hắn. Oja! Người bí ẩn đó, Kanzaki, đang đứng ở bên đường. Oja dừng lại và nói, hy vọng là mày có ai đó đủ mạnh để làm tao thỏa mãn. Tao bắt đầu khó chịu khi không có thử thách rồi đây. Cậu sẽ có đối thủ của mình. Hãy đi tìm Kamen Rider Odin. Kanzaki hứa. Tên cuối cùng đó. Oja bất ngờ. Phải, Tiger sẽ không còn sống được lâu nữa đâu. Và dù cậu ta hoặc đối thủ của mình còn sống đi nữa, thì bằng mọi cách Odin sẽ kết liễu tất cả. Giờ thì chiến đấu đi. Đúng như tao mong đợi những điều mày sẽ nói. Oja cười nhích mép phía sau lớp mặt nạ. Có lẽ cuộc chiến giờ đây đã trở nên căng thẳng theo đúng ý mà hắn muốn. Hắn đã biết chính xác đối thủ mình đang cần tìm. Chiến trường là một khu rừng nằm gần căn biệt thự cũ bị bỏ hoang. Oja phải đợi một lúc trước khi Odin đến. Oja đặt thanh kiếm của mình lên vai, buồn chán hỏi. Vậy mày là đưa tao phải chiến thắng à? Đúng vậy, Odin trả lời. Có gì đó quen thuộc trong giọng nói đó khiến Oja đứng hình một chút. Hắn biết giọng nói đó. Rider cuối cùng sẽ nhận được sức mạnh để thực hiện một điều ước. Oja bật cười. Tao đã biết là tao muốn ước gì rồi. Cuộc chiến này là niềm vui lớn nhất mà tao từng có. Tao sẽ buộc nó phải kéo dài mãi mãi. Chiến đấu đi, Odin đáp lại. Đó cũng là những gì mà Oja muốn nghe. Không tranh luận gì thêm nữa, chỉ có chiến đấu. Hắn lao về phía trước rồi chém bằng thanh kiếm của mình. Nhưng Odin đã dịch chuyển sang nơi khác. Trong chớp mắt, Odin xuất hiện và đánh trả lại bằng thanh kiếm trên tay. Sau đó liên tục dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ xung quanh. Oja lúc này không có nhiều thời gian để phản ứng kịp. Hắn rút lá bài với một nỗ lực làm chậm Odin lại. Cây roi của Raya xuất hiện trên tay hắn và hắn sẽ tấn công Odin ngay khi hắn xuất hiện lần nữa. Cây roi cuốn vào tay Odin cho hắn cơ hội đánh trả. Vậy là quá đủ cho Rider thứ 13 rồi. Mày cũng không khó khăn lắm khi không rửa chó bẩn đó được nữa. Odin không trả lời lại. Thay vào đó, Odin tạo ra một cơn bão gồm những chiếc lông vũ màu vàng. Chúng phát nổ ngay khi chạm vào Oja. Hắn cố thoát khỏi vòng xoáy đó, rồi nghe thấy Odin đang chiến đấu với kẻ nào khác, một trong những alternative. Hắn gầm gừ rồi rút ra một lá bài khác. Thay vì cảm thấy biết ơn người đã làm Odin phân tâm thì hắn lại tức giận. Đây là trận đấu của hắn, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai can thiệp. Odin vẫn đang bị phân tâm bởi alternative ngay khi Venom Viper xuất hiện và phun acid vào mặt hắn, buộc Odin phải dừng tấn công, cho Oja cơ hội hồi phục trước khi rút ra lá bài Final Vent. Một lần nữa, Venom Viper biến thành chiếc xe rồi cả hai lao đến.
Odin không cố tránh đòn tấn công. Thay vào đó, hắn rút ra lá bài Final Bend của mình. Monster xuất hiện phía sau, giúp Odin bay lên khi Ultra đang lao đến. Chỉ một trong hai người mới có thể sống sót thoát khỏi đây. Khi đến gần Odin, Ultra nhận ra chiếc mặt nạ của hắn đã bị phá hủy bởi nọc độc của Venom Viper. Một gương mặt mang vẻ chết chóc đang nhìn hắn, đôi mắt vàng rực bởi sức mạnh của bộ deck mà người đó mang theo. Đó chính là Akiyama Ren. Trong khoảnh khắc đó, Ultra biết rằng mình sắp chết, bị giết bởi một trong những Rider mà hắn đã không thể lấy mạng trước đây. Shinji đã bị Mirror World giải quyết, Tiger sẽ chết trong tay của kẻ nào đó, và Kitaoka, chết tiệt thật, đã chết trong giấc ngủ vì căn bệnh của mình. Và giờ như thể bị những hồn ma của họ ám, kẻ sống sót cuối cùng trong những kẻ dám đối mặt với hắn sắp giết chết hắn. Thật vô lý đến nỗi khiến hắn bật cười, ngay cả khi ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi hắn. Vậy là chúng ta đã đi hết chương 3. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được chúng mình đưa tới cho các bạn trong các số tiếp theo của RTK Radio nhé. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like và share nó để nhiều người biết tới các sản phẩm của RTK Media hơn. Đừng quên để lại bình luận ở bên dưới phần comment, subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。